chào tất cả các bạn nha, quay trở lại kênh Bếp Ăn Thử Nước của mình đây. Hôm nay thì mình tiếp tục đi review xem xe chở keo trong thời tiết mưa bão đây. Đây là mùa mưa đây, miền Trung lụt lắm các bạn nha. Hôm nay thì xe cũng rất cố gắng đây. Các bạn xem đây, đó, xe qua mưa quá cho nên đất sình lại các bạn nha. Xe này chở keo biết tất bạn, rồi chờ bị mát sình rồi đó, đắt sình quá các bạn nha. Đây là anh Hôi đây, giờ anh em đang bóc được hai gông rồi đó. Ô, khiến đồng kinh vậy. Xe đang quay đầu đi bóc thêm công thứ ba các bạn. Do trời mưa quá cho nên là đây là khu vực miền Trung các bạn nha. Mình ở là Quảng Nam đây. Cho nên là đắt hơi sình đó. Đúng rồi, chứ cái bánh xe lún mất rồi kìa. Do đất sình quá cho nên là không có chỗ nào mà trớ được các bạn nha. Mưa to quá cho nên là đất lượng sình. Bây giờ anh em đang xử lý đây. Nên là xử lý để xe quay trở đầu để bóc thêm công thứ ba đó các bạn nha. Được thay gông rồi. Nên là cỡ hai gông này cỡ 14 tấn. Thôi đừng xuống nữa. Đừng có xuống dưới nữa đi. Anh về đi. Mét bánh bên kia kìa. Tới lên đi, tới xăng chiếc xe anh em. Tới chém vô đây đi. Các bạn em đang xử lý xe các bạn nha, do thời tiết mưa quá này, đắt sình. Mà thấy không bọc xích luôn anh Bốn. Hả? Bươi thêm hả? Anh em nó sợ bọc xích bươi thêm đắt do cái đắt sình quá. Rồi bỏ vô đi, tới xíu nữa bỏ vô đi. Thôi bỏ đó cây khô vô, lồi hết cái vỏ keo đó. Mưa to quá các bạn, trời vẫn còn mưa. Cánh rừng núi xe múc ở bên kia cái đảo á. Qua trời ơi, vẫn còn mát.
vô thêm đi. Lại đến hơi tớ, bên hơi tớ luôn đấy. Thôi mà vong hơi tớ đâu tới luôn, anh hơi tớ ơi. Quá mà. Quay bên kia được không? Quay trở đầu lên được không? Bắn bắn mớp xin. Tốt nhất là trở đầu đi. Dùng ruộng nữa hả? Ruộng gì nữa, lại ruộng gì nữa. Giờ mưa to quá. Lên lẹ hơi mệt nha. Bây giờ bắt đầu đi lên luôn. Đó, đã chưa? Được chưa? Cố lên. Xe bên kia rồi, xe bên kia rồi. Rồi tới đi, tới đi. Tới đi. Rồi bây giờ anh em kéo giờ tới các bạn nha. Miền Trung các bạn biết rồi chứ, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ. Bây giờ anh em đang ở trên kia kiếm cái góc để tới các bạn nha. Xe bây giờ đang chờ. Rồi bây giờ đang rút tời các bạn nha.
lún luôn á. Rồi tụt ống hơi rồi. Hết. Năm câu nữa nè. Thôi mẹ mày lên ấy cho nên đi tích mày. Đi cái đó. Đi tích lại nữa nè. Rồi cái ta. À cái tắt cái đây chứ này. Nên đi tích cái này nên đi sâu lại đi xài nữa. Các bạn xem nha, đây là nỗi vất vả của người miền Trung nha. Đây là miền Trung lũ lụt mà đi suốt đêm không ngủ. Bây giờ làm keo mà do cái anh chủ keo này không chừa lại cái gốc keo này. À. Giờ đất thì sình hết trơn rồi mà xe bơi đi không nổi. Đào gốc xong thì ngâm rượu á. Dù cái bọc xích đi càng bọc xích thì càng bơi thêm nữa. Từ lúc còn phì kén. Vất vả cho anh em lao động. Trời sắp về đêm rồi. Được rồi, nó đây rồi, kia rồi. Xóa được chi nữa. Thôi. Vô. Nó lại đà cái đường không quả. Nó sẽ kéo cho nó đi. Chủ cần quá đi. Ôi không được. Bay mất rồi. Ô, cái loại bánh xe mạ bọc mùn cục lắm. Bể... Này nó chạy lên trời. Cái rễ này bị sức ra luôn các bạn. Không nói rồi. Trời ngày càng mưa to nữa. Đi đây, lên luôn đi. Chẳng lên đâu mà. Đó. Trời tối rồi các bạn nha, mà anh em đang tìm góc tự tiếp tục nha. Mạnh vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài mất rồi. Tụt dài mất rồi. Rồi bây giờ tối rồi các bạn nha, chắc mình tạm dừng video tại đây. Giờ quay ban đêm thì nhìn không rõ các bạn nha, các bạn thông cảm thì hẹn gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.